Ông là Lê Công Phước hay còn gọi là George Phước. Cuộc đời ngắn ngủi 49 năm, Bạch Công Tử, biệt danh dân gian thời bấy giờ đặt cho ông, đã để lại biết bao chuyện mà chúng ta cần chiêm nghiệm và suy ngẫm. Là con trai thứ tư của đốc phủ Lê Công Sủng, Bạch Công Tử sinh ra tại làng Điều Hòa, Tổng Thuận Trị, quận Châu Thành, tỉnh Mỹ Tho, nay thuộc phường 3, thành phố Mỹ Tho. Đốc phủ Sủng vốn là người Bình Định, được chính quyền Pháp thuộc điều làm quận trưởng quận Châu Thành, rồi sau đó làm quận trưởng quận Chợ Gạo. Đốc phủ Sủng không giàu, có nhiều vợ, trong đó có bà Đào Thị Linh, quốc tịch Pháp, là người giàu có trong vùng. Bà Linh sống với đốc phủ Sủng được một thời gian, có một đứa con chung là Lê Công Phước thì bị bệnh lao. Bệnh này lúc bấy giờ là bệnh nan y nên không chữa được và bà chết sớm, để lại một gia tài đồ sộ. Nhờ vào thế lực và vốn liếng được thừa hưởng, đốc phủ Sủng đã lao vào làm ăn kinh doanh, nên chẳng mấy chốc gia tài đồ sộ của vợ để lại càng đồ sộ hơn. Mức giàu có của đốc phủ Sủng đứng vào hàng nhất nhì của khu vực Mỹ Tho, Gò Công lúc bấy giờ. Năm 1909, đốc phủ Sủng được đại diện cho tỉnh Mỹ Tho dự hội chợ ở Pháp. Tại kinh đô Ánh Sáng, đốc phủ Sủng đã tìm mọi cách để sau đó gửi gắm con trai Lê Công Phước sang Pháp du học. Theo quan niệm của giới quan lại thời bấy giờ, có con qua Pháp du học là một vinh dự lớn. Ngày đi và ngày về luôn có những cuộc đưa đón rình rang long trọng. Vậy mà trên đất Pháp, thay vì chuyên tâm học tập, George Phước lao vào ăn chơi trụy lạc. Sau mấy năm ở xứ người, Lê Công Phước trở về với bàn tay không, khiến cho đốc phủ Sủng vô cùng thất vọng. Hình phạt ông dành cho cậu con quý tử là phải làm phụ hồ, gánh gạch khiêng đá cùng với nhóm thợ đang xây dựng căn nhà. Biết lỗi và chấp nhận hình phạt của cha, George Phước miệt mài lao động trong nhiều tháng cho đến khi xây dựng xong căn nhà. Nhờ vậy mà cha ông nguôi giận. Ông đốc phủ Sủng không may qua đời khi cậu Tư Phước còn quá trẻ. Tuổi đời chưa đến 20 với sản nghiệp quá lớn, sẵn máu ăn chơi trong người đã làm cho George Phước lao vào những cuộc chơi suốt sáng, trận cười thâu đêm. Cái kết cục của những cuộc chơi hoang phí vô độ đó, gia tài của mẹ cha để lại sớm vơi dần đi đến chỗ khánh tận. Khi chưa được 50 tuổi, cậu Tư Phước đã sớm lìa đời vì ma túy. Thi hài Bạch Công Tử được một người quen đem về an táng trên miếng đất mà vốn là của ông, nay đã đổi chủ. Bạch Công Tử qua đời khi không còn một chút tài sản nào trong tay. Nấm mồ của người giàu có nhất vùng trong hàng chục năm qua vẫn là một nấm mồ đất. Mãi cho đến năm 2005, ngôi mộ mới được xây lại. Nói về những cuộc tình khét tiếng của Bạch Công Tử, không thể không nhắc tới cô ba Trần Ngọc Trà. Cô ba Trà sinh năm 1906, quê ở Cần Giuộc, Long An. Cô có một tuổi thơ bất hạnh. Từ lúc lên năm, cô đã bị cha nghi ngờ là sản phẩm do sự thiếu trung thủy của người vợ, nên đã giận dỗi đến thổ huyết mà chết. Cha cô vừa liệm xong, bà nội cô quá đau xót trước sự ra đi của con trai cũng đột ngột qua đời. Từ đó, người bác của cô lấy cớ cô không phải là cháu ruột đã liên tục xỉ vả, khiến mẹ cô không nổi, phải bế cô về nhà bà ngoại. Từ những cú sốc đó, mẹ cô suy sụp tinh thần và nhiều lần trút giận lên con gái. Những trận đòn chí tử, những lời mắng nhiếc không thương tiếc đã hằn sâu vào ký ức tuổi thơ của cô, để đến khi lớn lên, cô nhìn đời bằng đôi mắt lạnh lùng. Người chồng đầu tiên của cô ba Trà khi cô bước vào tuổi 14 là một quan ba, tức là đại úy người Pháp. Một năm sau, vị quan ba này được lệnh về nước đã bỏ cô ở lại không đoái hoài tới. Cô trở về ở với mẹ, đi bán nước trên những chuyến tàu hỏa Sài Gòn Phan Thiết. Lúc này mặc dù lam lũ mưu sinh nhưng nhan sắc của cô đã lộ hẳn ra, khiến nhiều chàng trai ngẩn ngơ. Trong số các chàng trai đó, có con của một hào phú đất Phan Rang. Anh này không kiềm lòng được trước sắc đẹp của ba Trà, nên đã nhờ người hỏi cưới. Mẹ cô đồng ý. Như thế, mới 15 tuổi, cô ba đã trải qua hai đời chồng. Sống với người chồng thứ hai được chừng 2 năm, cô ba phải bỏ đi vì tính lăng nhăng của chồng. Rồi cô đến với bác sĩ Trần Ngọc Án và làm vợ ông khi bước vào tuổi 18. Qua các tài liệu còn lưu truyền, sắc đẹp của cô ba thuộc vào hàng nghiêng nước khuynh thành. Cô rất đẹp, chỉ cần nhìn thấy cô, từ những chàng trai vốn là thiếu gia giàu có đến các văn nhân, chính khách đều mong muốn có được cô trong tay. Làm vợ bác sĩ Án không lâu, cô ba chấp nhận cuộc sống phóng khoáng, không là vợ của riêng ai. Cô ba ngày càng giao lưu rộng, lấn sâu vào cờ bạc đỏ đen, để rồi sau những cuộc tình được đặt trên nền tảng tiền bạc vật chất, cô trở về với bàn tay trắng lúc cuối đời. Nhan sắc là nhất thời, tiền bạc vốn là phù du, giá trị vĩnh cửu vẫn là tình cảm chân thật của mỗi người.
Thế nhưng, nếu ai cũng hiểu được điều đơn giản này thì chắc không có những câu chuyện để đời. Bạch công tử gặp cô Ba Trà vào thời điểm cô đang ở đỉnh cao. Tiền bạc có người dâng, nhan sắc được trời cho, cô là nữ hoàng của các dòng bạc đỏ đen. Để được gần với cô, Bạch công tử đã đưa cô về Cần Thơ chơi và đã xảy ra câu chuyện chiếc nhẫn kim cương. Chuyện chiếc nhẫn của Bạch công tử tặng cô Ba Trà đến tai Hắc công tử, tức là công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy. Hắc công tử liền tặng cô một chiếc nhẫn tương tự nhưng có giá trị gấp đôi chiếc nhẫn của Bạch công tử. Cả hai chiếc nhẫn có giá trị hàng trăm lượng vàng đó đều không nằm lâu trên tay cô Ba. Chúng đã được bán đi và tiền thu về cô Ba nướng vào cờ bạc đỏ đen. Nhiều lần cô phải phủi tay đứng lên. Rồi không lâu sau đó, những món quà của những tay hào hoa đa tình khác hiến dâng. Chúng cũng không trụ lâu ở cô và cũng thanh thản ra đi. Cô không vui khi thắng bạc vạn và cũng không buồn khi thua cháy túi. Có thể nói, cô Ba Trà không là người tình của riêng ai, mặc dù ai cũng tự nhận cô là người tình của mình, trong đó có chàng Bạch công tử. Chuyện kể lại, chỉ nhờ vào sắc đẹp, cô Ba Trà đã làm nhiều người điên đảo. Sau khi thua cuộc ở Đông Pháp Lữ Quán, cô Ba Trà muốn giải nghệ thì các Hắc Bạch công tử vì mê cô đã cùng nhà triệu phú trẻ tuổi họ Lương bỏ tiền ra để cô trả nợ. Một căn phố lầu sang trọng được họ xây dựng thành tổ uyên ương, ăn đời ở kiếp với cô, mang tên Nguyệt Tiên Cung. Chính từ Nguyệt Tiên Cung này, nhiều tay nhà giàu ở khắp nơi đổ về và chỉ trong chốc lát tất cả đều trở về tay không. Tiền cũng hết mà tình cũng chẳng có. Cô Ba Trà không thể nhớ được mình đã ban bố chút tình cho bao nhiêu người đàn ông. Nhưng trong một lần tự bạch, cô xác nhận chỉ có một lần yêu, đó là người chồng thứ hai đã ăn ở với cô trong thời gian 2 năm trời. Nhưng vì tính lăng nhăng nên cô đã bỏ, để rồi cô cũng lao vào con đường lăng nhăng còn khủng khiếp hơn. Nhan sắc theo năm tháng cũng tàn phai, các đại gia, các công tử dần dần lảng tránh cô và cuộc sống cô về cuối đời càng bi đát hơn. Về sau có người gặp cô làm công cho một tiệm ăn ở chợ lớn, nhưng rồi không còn ai nhớ ai biết đến cô nữa, thậm chí không biết cô mất vào năm nào. Để kết luận, chúng tôi xin ghi lại nhận xét của học giả Vương Hồng Sền, người đã sống cùng thời, từng si mê nhan sắc của cô Ba Trà, đã viết trong cuốn Sài Gòn Tạp Bí Lù như sau. Những ai được quen biết hay được cô hạ cố giao thiệp đều xem đó là niềm vinh dự để chứng minh đẳng cấp. Cô Ba Trà, đệ nhất, huê khôi ở Nam Kỳ, một người đẹp sắc nước hương trời, làm say mê biết bao công tử miền Nam. Họ bao quanh cô, tranh nhau vung tiền qua cửa sổ. Bao nhiêu tiền bạc của cải cha mẹ để lại, các công tử ấy ăn xài, bao gái không tiếc. Và chính cô Ba Trà cũng từng nói, tiền của như bội đất, tình nghĩa mới thiên thu. Một trong những người đẹp qua tay Bạch công tử nổi tiếng đình đám thời bấy giờ chính là một công chúa Nga. Trước đây trong thời gian ở Pháp, vốn là người rất mê cải lương, George Phước từng học về ngành sân khấu. Khi về nước, George Phước cùng ông Nguyễn Ngọc Cương lập gánh hát Phước Cương. Dịp may đã đến năm 1931, đoàn Phước Cương được mời sang Pháp biểu diễn và dĩ nhiên Bạch công tử phải là người hướng dẫn. Sang Pháp lần này, trong vali của Bạch công tử đầy ắp tiền bạc, thỏa sức ăn chơi. Bạch công tử kết thân với nhiều người trên đất Pháp, trong đó có cả những nhà quý tộc, để sau đó chính Bạch công tử được mang danh là quý tộc châu Âu. Những ngày sống trên đất Pháp, buổi trưa Bạch công tử ăn ở khách sạn do một người đầu bếp mang theo từ Việt Nam nấu. Buổi chiều cho đến tối là những cuộc chơi nghiêng ngả ở những điểm ăn chơi sang trọng nhất Paris. Trong những lần ăn chơi đó, Bạch công tử đã tìm được cho mình một người tình tuyệt đẹp. Nàng là một cô gái Nga tuổi mới lớn, thuộc dòng dõi Nga Hoàng đang tị nạn chính trị tại Pháp, công chúa Olga. Đây là một dòng vua lớn nhất châu Âu nên mặc dù mất ngôi đi tị nạn, những người trong hoàng tộc vẫn giữ được nề nếp. Chuyện Bạch công tử chiếm được trái tim của công chúa Nga đã làm nhiều dân chơi tại kinh đô ánh sáng vô cùng thán phục, nên đã đặt cho chàng biệt danh là ông hoàng xứ Wê. Những tước hiệu mà người ta đặt cho công tử cũng như quý tộc châu Âu, ông hoàng xứ Wê, ông hoàng ăn chơi, đã lấy đi khá nhiều tài sản, tiền của mà ông đốc phủ Sùng đã dày công làm nên. Đồng tiền không do chính mình làm ra, thường được các tay công tử vung tay bạt mạng. Sau 2 năm, từ 1931 đến 1932, ăn chơi trên đất Pháp, Bạch công tử đã làm mất đi khá nhiều ruộng đất, nhưng điều đó vẫn chưa làm ông chùn bước. Kể từ khi có người tình, đêm nào cũng vậy, Bạch công tử và công chúa Olga
đều tay trong tay có mặt tại các tụ điểm ăn chơi nức tiếng. Thông thường, Bạch Công Tử ăn nhậu cùng bạn bè tại các nhà hàng xong rồi mới đi nhảy đầm suốt sáng. Theo các tài liệu còn lưu lại đến ngày nay, mỗi ngày Bạch Công Tử mặc một bộ đồ khác nhau. Đây là những kiểu trang phục mà chỉ có những tay quý tộc mới có điều kiện sử dụng. Ngoài ra, Bạch Công Tử còn đội nón Freche, miệng ngập xì gà, tay cầm gậy bằng gỗ mun bịt vàng. Mùa đông đến, Bạch Công Tử mặc thêm áo khoác ngoài bằng da thú hoặc bằng loại vải đắt tiền nhất. Trong gần 2 năm ăn chơi ở châu Âu, ông Hoàng George Phước có một lịch trình hưởng lạc khắp nơi trên đất Pháp. Vào mùa hè, ông cùng các bạn tự lái xe xuống phía Nam, đón không khí trong lành tại các thành phố biển nổi tiếng của Pháp nằm bên bờ Địa Trung Hải. Ban ngày họ tắm biển, thuê du thuyền đi ra biển câu cá, có khi ngủ đêm trên biển. Họ cũng không bỏ qua các hộp đêm sang trọng ở các thành phố. Không chỉ quậy phá trên đất nước Pháp, để tăng thêm cảm giác, George Phước còn cùng công chúa vượt qua núi, qua Tây Ban Nha xem đấu bò hoặc khiêu vũ cùng những võ sĩ bò tót. Đến mùa đông, George Phước thích cùng Olga hưởng riêng lễ Giáng sinh tại Paris. Sau đó hai người đi trượt tuyết ở núi Alpes hoặc các khu du lịch thể thao mùa đông nổi tiếng khác. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn. Sau 2 năm đắm chìm trong xa hoa, cuối năm 1932, Bạch Công Tử về nước. Cuộc tình giữa George Phước và công chúa Nga chấm dứt từ đó. Khi về nước,